Xin chào các bạn, mình là Thảo, đang là sinh viên năm nhất của trường cao đẳng kinh tế đối ngoại. Mình đang học chuyên ngành xuất nhập khẩu. Những thời gian rảnh đó thì mình thường đi ăn pizza hay là đi xem phim cùng với bạn. Mình thích xem phim, em cảm thấy rất là vui, cảm thấy mình làm được cái gì đó cho tương lai của mình, rồi mình làm được cái gì đó cho gia đình của mình. Tại em quyết định đi là vì gia đình của em, chứ từ nhỏ lớn chưa bao giờ có ý định là đi du học hết. Tại nghe nói là Mỹ là nước khó đến, nhưng mà trong thời gian này thì Mỹ đang mở cửa cho du học sinh Việt Nam, nên gia đình em quyết định cho đi Mỹ du học. Thì Mỹ thì là nước giáo dục mà đứng đầu trên thế giới, với nhiều cái công nghệ cao, tư mạnh vô những cái về vấn đề kiến thức học tập, về giáo dục cho học sinh, nên cảm thấy mình tới điểm đến Mỹ là thấy thích hợp nhất để bổ sung thêm kiến thức cho mình. Khi mà qua Mỹ em sẽ học 1 năm tiếng Anh, sau đó em sẽ học 4 năm chương trình đại học chuyên ngành Logistics Major tại trường đại học Arkansas Fayetteville. Cái trường của em là trường lớn của bang Arkansas, trường ở ngay thành phố Fayetteville luôn. Còn có nhiều trường của Arkansas nhưng mà nó nằm ở ngoài ngoại ô, với lại nó không có nhận cái đầu vào tiếng Anh. Còn về trường thì nó đầu tư về đầu vào tiếng Anh cho mình, nhưng mà trường bên đó thì rất là lớn, rộng, khoảng 6 cái trường con ở trong tất cả các khuôn viên trường, trong một cái khuôn viên trường luôn, là mỗi chuyên ngành nó phân ra một cái trường con nhỏ cho mình. Cũng do may mắn, tại vì hồi trước ở đây thì có quen một anh, ảnh mới đi được khoảng 2 năm đi qua bên đó, thì lúc mà đang vương vương biết đi cái bang nào thì mới hỏi ảnh, cho ảnh tư vấn, thì ảnh nói cho mình biết, xong rồi ảnh kêu nếu em cảm thấy ok thì em qua đi bang anh, thì có gì anh em ở gần nhau nó dễ hơn. Thì lúc em mới chọn đi bang đó. Còn những cái như Cali hay là Texas thì em cũng không thích lắm, nhưng mà gia đình thì cũng có người quen, nhưng mà tại em không thích những cái bang đó, với lại sợ phiền người ta. Lúc mà gia đình em quyết định cho tụi em đi du học á, thì có bạn em đang làm ở công ty, đang làm giấy tờ tại công ty để đi Texas, thì bạn em giới thiệu tới đây và gặp chị Thúy. Lúc đó em với ba em lên đây và gặp chị Thúy, trao đổi rồi làm giấy tờ rồi làm hợp đồng luôn. Học với anh Khôi thì anh rất là nhiệt tình, tại vì có em với chị em học á, cùng đi cùng một bang, nhưng mà học hai ngành, nhưng mà anh vẫn khuyến khích là ghi những cái ý tưởng riêng, rồi có gì anh sẽ giúp thêm theo cái ý tưởng của mình để khi đi phỏng vấn, chứ không phải là như những chỗ khác hay là những người khác mình cứ dập khuôn theo một cái ý tưởng nào đó rồi mình học theo. Còn ảnh thì ảnh rất là nhiệt tình với cái ý tưởng của mình. Em học ảnh rất là lâu, lâu lắm mới được những cái ý tưởng cho riêng mình. Em được học với anh Bảo Anh trong trước ngày đi phỏng vấn, ảnh nói chuyện tạo cho tụi em cảm giác rất là thú vị, với lại tự tin hơn khi mà mình đứng trước người phỏng vấn để mình trả lời những câu hỏi, với lại cho mình thêm những cái câu hỏi tóm lại để mình chủ yếu mình học những câu đó để trả lời tốt hơn, chứ không phải học ngoài lề. Khi mà nói chuyện với anh Bảo Anh xong á, thì anh có nói cho tụi em biết 7 câu hỏi mà để mình đi phỏng vấn để thấy tự tin hơn, để học tốt hơn khi mà phỏng vấn với lãnh sự quán á. Thì sau khi biết được 7 câu hỏi đó thì em cảm thấy tự tin hơn, học và trả lời tốt hơn trước người phỏng vấn. Như hôm nay em đi phỏng vấn thì gặp người phỏng vấn, người ta cũng hỏi em những cái câu hỏi mà anh Bảo Anh đã dạy cho tụi em. Em cảm thấy rất là vui và thấy tự tin hơn khi khi trả lời những cái câu hỏi đó. Và nếu sau này bạn bè em có ý định đi du học ở Mỹ hay ở những cái nước khác á, thì em cũng nghĩ
nghĩ là nên giới thiệu bạn em tới đây để làm hồ sơ cho tốt, tại vì ở đây làm cũng lâu lắm rồi. Với kinh nghiệm của các anh chị thì em nghĩ hồ sơ mà tụi em làm được chắc sẽ ok. Mình nên cảm thấy tự tin, và trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ là mình sẽ có được visa, mình sẽ làm được cái gì đó khi mà cầm được cái visa đó và đi học ở nơi mà mình muốn. Trước khi đi phỏng vấn á, nên để đầu óc thoải mái, cũng không nên học cái lúc đó đâu. Trước ngày đi phỏng vấn mình cứ đi chơi, đi bời, đi làm cái gì mà mình thích. Lúc đó mình tới đó thì mình nhớ được cái gì mình nhớ, còn không thì mình trả lời theo cái suy nghĩ, theo cái hiểu biết của mình là được rồi. Em rất là cảm ơn các anh chị đã nhiệt tình giúp đỡ em trong thời gian qua, gắn bó với em cũng mấy tháng rồi. Qua đây em cũng chúc cho chị Thơ ngày càng được nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Qua đây em cũng cảm ơn Bảo Anh đã giúp em có được cái sự tự tin khi đi phỏng vấn, và chúc anh ngày càng thành công hơn trong cuộc sống.